Quý vị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có thông báo tin buồn và lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, tức ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của phó thủ tướng lê văn thành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã quyết định tổ chức lễ tang ông lê văn thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm 23 người do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban. Linh cử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quan tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Lễ phiến tổ chức vào hồi 9 giờ thứ Năm, ngày 24 tháng 8, tức ngày 9 tháng 7 năm Quý Mão, đến 7 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 8, tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 8, sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ thứ bảy, ngày 26 tháng 8 tại nghĩa trang quê nhà ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán tại xã Tân Liên, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Lê Văn Thành là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi lên từ cán bộ kế toán, sau đó làm giám đốc công ty xi măng Hải Phòng từ năm 1998 đến năm 2006. Từ tháng 7 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tới năm 2014, ông trở thành Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ năm 2015 tới tháng 4 năm 2021, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Văn Thành sau đó được Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công phụ trách mảng công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải thay cho người tiền nhiệm là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Từ cuối năm 2022, do mắc bệnh nặng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không trực tiếp xuất hiện tại các cuộc họp của Chính phủ cũng như với các bộ ngành địa phương. Lĩnh vực ông phụ trách được phân công cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Trong quá trình công tác, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.